Đây là nhân vật mới này. Tối quá. Đây là nhân vật cũ. Chào lõm. Lõm. Lõm đang bầu. Tối quá. Đó, mấy con nó ấy với nhau. Chờ bạn này thay lông xong là sẽ lấy giống của sẹo. Nhân vật mới. Đây là nhân vật cũ. Lõm. Vài con chó mới thả ra vài con. Đây này. Tên mới này này. Tên cái này. Thay lông. Vàng mõm đen. Cũng to con đấy. Ngang với này cao là cao bằng con lõm, cao hơn một tí. Nhưng người mảnh hơn bởi vì con này nó non hơn. Đó. Đó. Vàng rực luôn. Nhìn biết màu sẹo với lõm rồi. Đây sẹo với lõm đây. Thì so với lại màu con này sẽ thấy con này màu nó vàng nó rực hơn này. Mõm đen. Đó, mấy con ấy với nhau. Chờ bạn này thay lông xong là sẽ lấy giống của sẹo. Đây là sẹo. Sẹo thấy chủ ra đây, chủ ngồi, chủ là sẹo cứ ra. Sẹo gạ chơi. Cho bọn con vào nhé. Vâng, anh cho bọn chó con vào đi. Thế đẹp không? Hai con nâng lên đây. Nâng ra được một cười nhỉ. Ai? Chó tôi đang đợi thả. Tí, đợi, 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 đợi tôi tí. Nhà có khách. Sao tập tễnh gì? Nằm xuống anh xem cái chân của sẹo xem nào. Nằm ra. Nằm xuống. Nằm thế nào? Đúng rồi, ngoan lắm. Đó, bảo nằm biết nằm ngay. Rồi, hôm nay đỡ nóng rồi. Bụng nhẵn nhẵn rồi. Hôm trước nó nóng, cả một dàn chó nó bị nóng. Vì cái con cọc này bắt ở trên bản về là cái thời tiết ở trên đấy nó mát. Hà Giang ở bản mà bản núi đá thì cái thời tiết nhiệt độ của nó thấp, nó không có cao bao giờ cả. Hai đứa ra đây anh quay video tí xem nào. Nằm đấy, nằm xuống. Tí chú Hoàng mang cái chuối về nhá. Vâng. Thôi, thôi, thôi. Trời, sẽ đẹp dài. Trời. Đó. Trời, hát xì. Cái lông của nó ra nắng này. Lông nó ra nắng này, nhìn trông nó vàng khủng khiếp luôn. Ra đây nào. Thôi được rồi, người ta đi rồi. Nằm xuống. Đúng rồi. Ok. Đó. Nằm xuống gãi là nó nằm nó ngửa bụng ra ngay. Đây này. Khi mà nó nóng mà nó sẽ nổi mẩn ở bụng này. Hôm nay là đỡ rồi đấy. Thời tiết nó nóng ở Hà Nội. Nó nóng ngoài thì nó nóng âm ở trong luôn. Chó cũng vậy, người cũng vậy. Người những cái đợt nóng này là cũng rất là dễ bị nóng trong. Chó thì nó còn bị ảnh hưởng nhiều hơn người. Nhưng có cái bổ gan, thải độc gan nên là cho nó mát gan. Nó đỡ ngay. Úi sợi. Úi sợi. Đó.